Gần 8.000 chuyến bay trên khắp thế giới bị hủy và hoãn vì Omicron. Nhật, Mỹ tổ chức họp trực tuyến 2 cộng 2 vào tháng 1 năm 2022. Ấn Độ đột kích 20 công ty Trung Quốc, Bắc Kinh phản ứng nhẹ nhàng, Tiểu Vân Hồng nói ngụy tạo bằng chứng. Chuyên gia, Trung Quốc đang thử phương Tây, Mỹ không được lùi bước. Cuộc khủng hoảng bất động sản ảnh hưởng lớn đến bóng đá Trung Quốc. Quý vị đang theo dõi mục tin Thế giới trưa ngày 25 tháng 12 của DKN TV và sau đây là nội dung chi tiết. Gần 8.000 chuyến bay trên khắp thế giới bị hủy và hoãn vì Omicron. Thưa quý vị, khi biến thể Omicron lan rộng khắp thế giới, 2.118 chuyến bay đã bị hủy. Hãng tin AFP đưa tin vào ngày 24 theo giờ địa phương. Cụ thể, trên toàn thế giới, 2.118 chuyến bay đã bị hủy và hơn 5.700 chuyến bay bị hoãn, theo trang web theo dõi chuyến bay FlightAware. Các chuyến bay bị hủy hoặc hoãn do các nhân viên thiết yếu, bao gồm phi công và tiếp viên bị nhiễm bệnh hoặc phải sống cách ly sau khi tiếp xúc với người mắc COVID-19, AFP cho biết. Đặc biệt, hơn 500 chuyến bay đã bị hủy chỉ tính riêng tại Hoa Kỳ, nơi có lượng khách đi lại nhiều trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. United Airlines đã hủy hơn 170 chuyến bay vào ngày 24. Con số này tương đương với 9% tổng số chuyến bay được lên lịch trong ngày hôm đó. United Airlines cho biết trong một tuyên bố rằng sự gia tăng các ca mắc biến thể Omicron trên khắp Hoa Kỳ trong tuần này đã ảnh hưởng trực tiếp đến các tiếp viên và nhân viên. Delta Airlines cũng cho biết họ đã hủy hơn 145 chuyến bay, đồng thời cho biết họ đang xem xét tất cả các lựa chọn và nguồn lực, bao gồm cả việc thay đổi và thay thế đường bay. Hãng hàng không Alaska Airlines cũng đã hủy 10 chuyến bay, nói rằng các nhân viên của hãng có thể đã tiếp xúc với virus corona. Theo AFP, làn sóng hủy chuyến bay càng làm tăng thêm sự thất vọng của nhiều người Mỹ mong muốn được đoàn tụ với gia đình trong bối cảnh đại dịch. Trong khi đó, Hiệp hội ô tô Mỹ ước tính hơn 190 triệu người Mỹ sẽ đi máy bay, tàu hỏa hoặc ô tô trong khoảng thời gian từ 23 tháng 12 đến 2 tháng 1 năm sau. Đây là mức tăng 34% so với năm trước. Hầu hết các kế hoạch du lịch đã được thực hiện trước khi biến chủng Omicron trở nên phổ biến. Nhật, Mỹ tổ chức họp trực tuyến 2 cộng 2 vào tháng 1 năm 2022. Thưa quý vị, Nhật Bản và Mỹ có kế hoạch tổ chức trực tuyến các cuộc họp chung giữa Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng vào tháng 1 năm 2022 do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin ban đầu lên kế hoạch gặp nhau tại Washington. Tuy nhiên, do biến thể Omicron đang lây lan nhanh ở Mỹ, nên hiện tại, các cuộc đàm phán 2 cộng 2 dự kiến sẽ được tổ chức trực tuyến. Các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào việc tăng cường khả năng răn đe của các nước, trong đó có Trung Quốc. Tình hình dịch bệnh cũng cản trở kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Đây vốn là ưu tiên ngoại giao hàng đầu của Tokyo. Nhật Bản đã đề xuất rằng ông Kishida đến thăm Hoa Kỳ trước kỳ họp quốc hội sắp tới bắt đầu sớm nhất vào ngày 17 tháng 1. Nhưng chính quyền Tổng thống Biden đang tập trung vào dự luật chi tiêu xây dựng lại tốt hơn. Omicron khiến những thách thức mà ông Biden phải đối mặt càng tăng lên. Với việc Thủ tướng Kishida khó có thể thăm Hoa Kỳ vào tháng tới, Nhật Bản đang chuyển trọng tâm sang trao đổi với các đối tác khác như Úc. Chính phủ Nhật Bản hiện đang xem xét chuyến đi của ông Kishida tới Úc trong tương lai gần. Ngoài cuộc gặp với Thủ tướng Úc Scott Morrison, ông Kishida nhiều khả năng cũng sẽ ký một hiệp ước giúp các chuyến thăm qua lại giữa lực lượng phòng vệ Nhật Bản và quân đội Úc dễ dàng hơn. Chuyến đi sẽ thể hiện sức mạnh của đối thoại an ninh tứ giác bao gồm Nhật Bản, Úc, Mỹ và Ấn Độ. Thủ tướng Kishida cũng đặt mục tiêu gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Cựu Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga đã lên kế hoạch thăm Ấn Độ trong nhiệm kỳ của mình nhưng buộc phải hoãn do đại dịch. Các quốc gia thuộc nhóm bộ tứ đang có kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh tiếp theo tại Nhật Bản vào năm tới. Ông Kishida coi khuôn khổ này là rất quan trọng để đối phó với một Trung Quốc ngày càng hung hăng. Thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã chỉ trích cơ quan thuế Ấn Độ tiến hành một cuộc điều tra trốn thuế quy mô lớn đối với các tập đoàn và nhân viên cơ sở của Trung Quốc bị cáo buộc rửa tiền, bao gồm cả thao túng kế toán. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 24 cho biết trên trang web chính thức của mình rằng ngày 22, cơ quan thuế vụ Ấn Độ bắt đầu khám xét khẩn cấp và đột kích quy mô lớn vào khoảng 20 công ty Trung Quốc tại Ấn Độ. Theo báo cáo, trong số các công ty Trung Quốc bị cơ quan thuế Ấn Độ truy quét gần đây, có khoảng 20 nhà sản xuất, chẳng hạn như Oppo và Xiaomi, chiếm hơn 46% thị trường sản xuất thiết bị di động Ấn Độ. Cơ quan thuế Ấn Độ giải thích rằng cuộc điều tra đối với công ty là một cuộc điều tra theo dõi các báo cáo của công ty liên quan về các cáo buộc gian lận kế toán và rửa tiền.
Tuy nhiên, người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Ấn Độ cho biết, chính phủ Trung Quốc đang chú ý đến tình hình hiện tại. Đồng thời, chính phủ Trung Quốc sẽ cố gắng hết sức để bảo đảm rằng công dân và doanh nghiệp của Trung Quốc có thể được bảo vệ các quyền lợi một cách hợp pháp. Bản chất của hợp tác kinh tế và thương mại Trung Quốc-Ấn Độ là một chính sách đôi bên cùng có lợi. Ông này nói thêm, đây là lợi ích chung của nhân dân cả hai nước. Chúng tôi mong muốn Ấn Độ cung cấp một môi trường kinh doanh cởi mở, công bằng và không phân biệt đối xử cho tất cả các doanh nghiệp trên thị trường, bao gồm cả những doanh nghiệp đến từ Trung Quốc. Trong khi đó, cư dân mạng Trung Quốc đã tố cáo cơ quan thuế Ấn Độ truy quét các nhà sản xuất Trung Quốc bằng cách ngụy tạo các trường hợp kế toán giả mạo. Trên thực tế, nhiều cư dân mạng cho rằng Ấn Độ không giải quyết được một cách hòa bình xung đột biên giới với Trung Quốc nên đang chuyển mọi kiểu bạo ngược và giận dữ sang các công ty Trung Quốc đã vào thị trường Ấn Độ. Cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Ấn Độ vẫn tiếp tục không suy giảm. Vào tháng 3, cơ quan thuế Ấn Độ đã phong tỏa tài khoản ngân hàng Ấn Độ của ByteDance Trung Quốc do công ty mẹ của nền tảng chia sẻ video TikTok bị cáo buộc trốn thuế. Vào thời điểm đó, công ty con của ByteDance tại Ấn Độ đã phản đối gay gắt rằng đây là hành vi vi phạm các nguyên tắc thương mại tự do, đồng thời cho rằng các hoạt động kinh doanh của họ tại Ấn Độ bị đình chỉ hoàn toàn do bị cơ quan thuế đóng băng tài khoản đột ngột. Với biện pháp này, ByteDance đã cắt giảm một phần đáng kể lực lượng lao động địa phương khoảng 1.300 người. Chuyên gia, Trung Quốc đang thử phương Tây, Mỹ không được lùi bước. Thưa quý vị, nhà phân tích Josh Rogan của Washington Post hôm 24 tháng 12 đã có bài bình luận về động thái hung hăng của Trung Quốc đối với phương Tây, đồng thời kêu gọi Mỹ và các đồng minh không được lùi bước. Sau đây là bài phân tích của ông. Vào đầu tháng 10, quân đội Trung Quốc đã tung ra các động thái đe dọa nhất đối với Đài Loan cho đến nay vẫn tiếp tục. Nhưng mục tiêu thực sự của Bắc Kinh trong khoảng thời gian đó không phải là Đài Loan mà là Hoa Kỳ và lực lượng hải quân của 5 đồng minh khác đang tiến hành các cuộc tập trận chung chưa từng có ở các vùng biển gần đó. Tình hình chiến lược ở Tây Thái Bình Dương đang thay đổi nhanh chóng khi Bắc Kinh cố gắng khẳng định vị thế thống trị của mình đối với khu vực và xác nhận các điều khoản của cam kết của phương Tây. Phương Tây không thể để Trung Quốc bắt nạt đến mức không thể phản ứng. Từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 10, lực lượng không quân của Trung Quốc đã điều gần 150 máy bay chiến đấu vào không phận của Đài Loan. Chính quyền Tổng thống Biden lên án các hành động của Trung Quốc, gọi chúng là khiêu khích và gây bất ổn, đồng thời cảnh báo rằng chúng phá hoại hòa bình và ổn định khu vực. Nhưng không muốn làm trầm trọng thêm tình hình vốn đã căng thẳng, chính quyền ông Biden không tiết lộ rằng các động thái của Bắc Kinh rất có thể là phản ứng đối với cuộc tập trận hải quân chung lớn nhất từ trước đến nay do Mỹ dẫn đầu diễn ra ở biển Philippines gần đó. Hai nhóm tấn công tàu sân bay của Hải quân Hoa Kỳ, một nhóm tàu sân bay của Anh, ba tàu lớn của Nhật Bản và lực lượng hải quân từ Canada, New Zealand và Hà Lan đã tập trận lớn. Các cuộc tập trận nhằm gửi đi một tín hiệu tới Trung Quốc một cách rõ ràng nhưng không công khai rằng Hoa Kỳ và các đồng minh có ý định duy trì quyền tự do đi lại rộng mở trong khu vực Thái Bình Dương mà Bắc Kinh ngang ngược tuyên bố là của riêng mình. Sự gần gũi của khu vực với Đài Loan chắc chắn đã thu hút sự chú ý của Bắc Kinh. Các cuộc tập trận thậm chí không được công bố cho đến vài ngày sau đó. Đó là bởi vì Hoa Kỳ và các đối tác của họ đang cố gắng đạt được một cân bằng ngoại giao mong manh, gửi một tín hiệu rõ ràng đến Trung Quốc mà không gây ra một sự phản đối công khai. Nhưng thay vì bày tỏ sự phản đối một cách lặng lẽ đối với các cuộc tập trận, chính phủ Trung Quốc đã lựa chọn một phản ứng gay gắt và rất công khai, gây ra một cuộc khủng hoảng giữa các bên. Hiện tại, không có đường liên lạc trực tiếp giữa hai bên do mối quan hệ quân sự Mỹ-Trung đang cùng xấu đi. Vì vậy, Trung Quốc và phương Tây đã nói chuyện với nhau bằng tàu và máy bay chiến đấu, khiến cả hai bên không chắc thông điệp của họ được truyền tải như thế nào. Một quan chức quốc phòng cấp cao nói với ông Joe Strogan về việc Bắc Kinh điều hàng loạt máy bay tới gần Đài Loan rằng điều này rõ ràng là nhằm gửi đi một thông điệp và rõ ràng chúng ta nghĩ rằng thời điểm đó không phải là ngẫu nhiên. Họ chắc chắn đang răn đe để gửi một tín hiệu mạnh mẽ đến các cường quốc phương Tây, hãy tránh xa khu vực. Đài Loan đã thấy được thông điệp của Bắc Kinh là cứng rắn và rõ ràng và đáp lại một cách tương xứng. Bộ Quốc phòng Đài Loan đã điều máy bay để đáp trả sự hung hăng của không quân Trung Quốc. Các nhà lãnh đạo Đài Loan đã tăng cường kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ chủ quyền của Đài Loan trong bối cảnh mối đe dọa từ Trung Quốc ngày càng tăng. Trong nội bộ chính phủ Hoa Kỳ, các quan chức đã đưa ra các mức độ nguy hiểm khác nhau của tình hình ở Thái Bình Dương vào tuần đó. Họ lưu ý rằng tình báo Mỹ không thể xác nhận chính xác lý do tại sao Bắc Kinh lại phản ứng mạnh mẽ với các cuộc tập trận chung như vậy. Nhưng tất cả đều đồng ý rằng hai sự kiện có mối liên hệ với nhau và cả hai bên đang cố gắng thiết lập các vị trí mới trong một môi trường an ninh thay đổi nhanh chóng mà không có đường dây liên lạc rõ ràng. Giới quan sát Trung Quốc trong và ngoài chính phủ Hoa Kỳ tin rằng bằng cách phản ứng thái quá trước các động thái như tập trận chung, Bắc Kinh đang cố gắng gây áp lực buộc Mỹ không được làm gì vì họ đang cố gắng khẳng định sự thống trị của mình đối với khu vực. Ông Michael R. Olson, nhà nghiên cứu nổi tiếng tại Viện Hoover cho biết,
Chúng ta cần phải cẩn thận không để người Trung Quốc quyết định hành động của chúng ta hoặc có quyền phủ quyết đối với những gì chúng ta làm để duy trì sự ổn định trong khu vực. Điều đó chỉ đơn giản là sẽ tạo thêm không gian để họ tiếp tục chuyển cán cân quyền lực có lợi cho họ. Trung Quốc đã diễn tập cuộc xâm lược Đài Loan và huấn luyện quân đội của họ để tấn công hàng không mẫu hạm của Mỹ, nhưng họ lại nổi cơn thịnh nộ khi Hoa Kỳ tăng cường phạm vi các hoạt động hải quân chung. Theo ông Josh Rogan, Mỹ không được chơi theo chiến thuật đó. Các cuộc tập trận chung cho thấy Hoa Kỳ không phải là quốc gia duy nhất lo ngại về những nỗ lực của Trung Quốc nhằm thay đổi cán cân quyền lực ở châu Á. Các đồng minh của Mỹ đang ở thời điểm mà họ phải biết rằng cần phải làm nhiều việc hơn nữa để đối phó với sự bành trướng quân sự của Trung Quốc trong khu vực, nhưng họ vẫn đang lo lắng quá nhiều về việc làm Bắc Kinh tức giận. Cách tốt nhất để chứng minh cho Trung Quốc thấy rằng những cơn giận dữ và bắt nạt sẽ không hiệu quả là tiếp tục nỗ lực xây dựng các liên minh và khả năng của Mỹ để giữ cho khu vực được tự do, bao gồm cả việc sẵn sàng bảo vệ Đài Loan nếu cần thiết. Nguy cơ leo thang là có thật, nhưng Mỹ không thể để điều đó làm tê liệt. Khi đối mặt với sự hung hăng, không hành động là cách nguy hiểm nhất. Cuộc khủng hoảng bất động sản ảnh hưởng lớn đến bóng đá Trung Quốc. Thưa quý vị, vào tháng 4 năm 2020, tập đoàn bất động sản khổng lồ Trung Quốc Hằng Đại hay Evergrande đã động thổ xây dựng một sân bóng đá cao cấp trị giá 1,8 tỷ đô la Mỹ với công suất 100.000 người. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng Evergrande không chỉ ngăn cản sân vận động Quảng Châu có một bước ngoặt mới mà còn kéo theo ảnh hưởng đến cả nền công nghiệp bóng đá Trung Quốc. Khi bắt đầu xây dựng sân vận động Quảng Châu, phương tiện truyền thông chính thức của Trung Quốc dẫn lời các giám đốc điều hành của Hằng Đại cho biết, sân vận động Quảng Châu sẽ được xây dựng theo tiêu chuẩn cao nhất thế giới và trở thành sân vận động chuyên nghiệp hàng đầu thế giới, hoàn thành và đưa vào sử dụng trước cuối năm 2022. Nó sẽ trở thành một thắng cảnh mới đẳng cấp thế giới, sánh ngang với nhà hát Opera Sydney và tháp Burj Khalifa của Dubai, đồng thời là biểu tượng quan trọng của bóng đá Trung Quốc trước thế giới. Tuy nhiên, tập đoàn Hằng Đại đang đứng trước bờ vực phá sản vì vấn đề nợ nần. Điều này cũng phủ bóng đen lên tương lai của dự án này. Theo một báo cáo vào tháng trước của Thời báo Hoàn Cầu, sân vận động đang xây dở dang và khu đất tọa lạc của nó đã bị chính quyền địa phương tịch thu và sẽ được bán đấu giá. Hằng Đại nợ hơn 300 tỷ đô la Mỹ và là công ty bất động sản lớn nhất nhưng không phải duy nhất của Trung Quốc gặp khó khăn. Tờ Nikkei ASEAN Review ngày 24 tháng 12 đưa ra bài báo cho rằng cuộc khủng hoảng trên thị trường bất động sản Trung Quốc đã ảnh hưởng không nhỏ tới sân vận động bóng đá và giải thi đấu bóng đá Trung Quốc, China Super League. 11 trong số 16 đội thuộc giải Super League của Trung Quốc được hỗ trợ bởi các công ty bất động sản. Khi chính phủ áp dụng các chính sách chặt chẽ hơn để kiềm chế thị trường, các công ty bất động sản này đang phải đối mặt với vấn đề giải quyết nợ khổng lồ. Vì sao các công ty bất động sản đua nhau can thiệp vào bóng đá? Ông Simon Chadwick, giáo sư thể thao quốc tế tại trường kinh doanh Lyon, Pháp, tin rằng sự tham gia của các nhà phát triển bất động sản vào lĩnh vực bóng đá có thể được giải thích là một sự thuận tiện chính trị và thiết lập các mối quan hệ. Hỗ trợ sự phát triển của bóng đá ở Trung Quốc sẽ giúp các công ty phát triển bất động sản này dễ dàng hơn trong việc xin phép tham gia vào các dự án bất động sản. Ông Chadwick nói với Nikkei và nói thêm rằng đây là một cách để thể hiện sự ủng hộ đối với chính phủ và các chính sách của chính phủ. Đổi lại, bạn có thể nhận được những lợi ích cho phép bạn bắt đầu hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình và xây dựng, củng cố các mối quan hệ. Bằng cách này, bạn có thể làm những điều mà bạn không thể làm nếu không đầu tư vào một câu lạc bộ bóng đá. Các khoản đầu tư của các công ty lớn này đã nhanh chóng có tác động trong lĩnh vực bóng đá. Năm 2010, Hằng Đại mua lại toàn bộ cổ phần của câu lạc bộ bóng đá Quảng Châu. Với quỹ Hằng Đại, câu lạc bộ sau đó đã tiến lên giải đấu hàng đầu, ký hợp đồng với những tài năng nước ngoài hàng đầu và giành được 8 chức vô địch Super League Trung Quốc trong 10 năm sau đó. Các đội tuyển bóng đá Trung Quốc đang gặp khó khăn về kinh tế. Giống như Hằng Đại, đã có báo cáo vào tháng 10 rằng nhà phát triển bất động sản China Fortune Land Development đang tìm cách tái cơ cấu khoản nợ khoảng 42 tỷ đô la Mỹ. Câu lạc bộ bóng đá mà tập đoàn sở hữu là câu lạc bộ bóng đá Hà Bắc đã không trả tiền điện cho sân tập và đội trẻ được cho là đang nghỉ dài hạn. Các đội bóng khác cũng đang gặp khó khăn. Theo báo cáo từ Trung Quốc đại lục, việc nợ lương đã trở thành chủ đề chính của các câu lạc bộ trong giải đấu Super League. Trong số 16 đội tham dự Super League mùa giải 2021, có tới 11 câu lạc bộ bị nợ lương. Tình thế tiến thoái lưỡng nan đối với bóng đá không chỉ giới hạn ở các câu lạc bộ bóng đá thuộc sở hữu của các công ty bất động sản. Câu lạc bộ Giang Tô, nhà vô địch Super League, đã thông báo vào cuối tháng 2 rằng họ sẽ ngừng hoạt động. Hãng truyền hình Anh BBC vào thời điểm đó bình luận rằng đội bóng đá sẽ ngừng hoạt động 3 tháng sau khi giành chức vô địch giải đấu. Đây là điều độc nhất vô nhị trong bóng đá chuyên nghiệp thế giới. Câu lạc bộ bóng đá Giang Tô cho biết trong một tuyên bố rằng điều này là do sự chồng chéo của nhiều yếu tố không thể kiểm soát.
Câu lạc bộ bóng đá Teda Thiên Tân, một đội Super League kỳ cựu khác, cũng đang rơi vào khủng hoảng tài chính sâu sắc. Sau khi công ty mẹ Teda Holdings rút khỏi Jimenhu, câu lạc bộ này phải đối mặt với tình trạng phá sản và chính quyền địa phương cuối cùng phải can thiệp. Nikkei chỉ ra rằng ngành công nghiệp bóng đá Trung Quốc hiện tại là một mớ hỗn độn. Mục tin Thế giới trưa của DKN TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. Thưa quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên SafeChat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng.